Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng của bộ bàn ghế và phong cách chất liệu gỗ hương. Bộ sản phẩm này chọn vân đỉnh cao và đẳng cấp, vân kiểu siêu đỉnh cao và đẳng cấp, mang thương hiệu của bộ Thành Luân rồi. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế Louis Manate, da nhỏ bằng chất liệu gỗ hương đá, được Thành Luân tour làm hoàn thiện xong phần kiện cuối cùng đấy, và đang chuẩn bị cho lên kệ trưng bày ở không gian phòng showroom của đồ gỗ Thành Luân Tô. Bộ bàn ghế Louis Manate là gỗ hương đá chọn vân siêu đỉnh cao đẳng cấp và được hoàn thiện rất chi là kỹ. Quý khách đang thấy trên mình bộ sản phẩm trên một sáu món vân. Chúng tôi trước tiên đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi giới thiệu với khách cái phần vân gỗ. Sau khi chúng tôi giới thiệu xong phần vân gỗ thì chúng tôi sẽ quay chi tiết đường nét và kỹ thuật. Khách cùng bớt được khoảng vài phút để theo dõi hết video này của đồ gỗ Thành Luân thôi. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm. Quay trở về cái đường nét chi tiết tổng thể của bộ sản phẩm trên thì Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể khách hàng. Đây là bộ bàn ghế Louis Manate hoàng gia nhỏ bằng chất liệu gỗ hương đá, được chúng tôi là làm xong và hoàn thiện xong, đang trưng bày ở tại showroom của đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi rất mong muốn khách hàng có thể bớt chút thời gian để trực tiếp sản Thành Luân để mắt thấy tay sờ mục sở thị các siêu phẩm. Sáu món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, hai đôn. Vân gỗ thì quý khách có thể thấy đây, nó rất chi là giá trị. Vân gỗ cực kỳ là cao cấp, hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên do thiên nhiên ban tặng, được làm bằng chất liệu gỗ hương đá, như đá Nhật Bản, Nam Phi. Số phận chúng tôi là sản xuất rất chi là nhiều. Đấy, không riêng gì một bộ sản phẩm này, rất chi nhiều, đường cong rất chi đẹp. Thông tin chi tiết các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ Thành Luân Hoa Trường Thuận 0967 1 3 9 9 5. Đường nét cũng vậy, đường nét vừa mình vừa rất kỹ luôn. Đường nét là được rất kỹ, một cái bông mỏng của công tay. Tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.